Kính thưa quý đại biểu và quý Phật tử, Đức Phật là hiện thân của từ bi và trí tuệ. Cuộc đời của Ngài từ đản sanh đến niết bàn là một thể hiện của lòng từ bi vô lượng đối với tất cả mọi người, mọi loài. Lòng từ bi không phân biệt, không điều kiện, không giới hạn. Cuộc đời đó cũng là một sự thể hiện của sự trong sáng và tỉnh thức để thành tựu tuệ giác vô thượng. Hôm nay, nhân ngày Phật đản lần thứ 2637, hòa cùng không khí của lễ hội Vesak 2014 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức, chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật với chủ đề Tâm sen trong lòng Phật được long trọng tổ chức nhằm tôn vinh những tấm lòng trong sạch trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, dung hòa các truyền thống văn hóa, thành tựu an lạc, hạnh phúc thân tâm, gia đình và xã hội. Tất cả đó là ý nghĩa chính của chương trình văn nghệ đặc biệt ngày hôm nay. Most venerable Sangha, dear delegates and own Dharma friends, the Buddha is the manifestation of compassion and wisdom. From birth to Parinirvana, his life tells his infinite love for every sentient beings, a love that is impartial, unconditioned, and boundless. That life also expresses the purity and awareness to achieve unequaled enlightenment. Today, on this 2637th time of his birthday anniversary, in the high spirit of the UNDV 2014 celebration hosted by the NVBS, a formal performance of Buddhist art and culture on the theme Lotus Mind in Buddha Heart has been organized to appreciate those who have been disseminating the Dharma with a pure mind to reconcile cultural tradition, attain peace and happiness for individuals, families, and society. All of this is the purpose of tonight's performance. Thưa quý vị, đến chứng minh và tham dự chương trình hôm nay, chúng con kính giới thiệu sự hiện diện của đông đảo các đại biểu quốc tế và Việt Nam, các quý vị đại diện các ban, ngành của Đảng và Nhà nước Việt Nam, quý cơ quan truyền thông đại chúng và toàn thể tăng, ni, Phật tử khắp nơi đang có mặt tham dự chương trình này tại Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Xin quý vị dành một tràng vỗ nồng nhiệt cho sự có mặt của tất cả chúng ta. We wish to announce the presence of all delegates, the representatives of departments and branches of the Communist Party and the government of Vietnam, the press, as well as monks, nuns, and Buddhist practitioners. Let's give a big hand on your presence tonight. Tiếp theo chương trình, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2014, thay mặt cho Ban Tổ chức có đôi lời phát biểu khai mạc, trân trọng kính cung thỉnh Thượng tọa. To continue with, we'd like to kindly request Most Venerable Thích Gia Quang, Vice President of UNDV 2014 International Council, to deliver his opening speech on behalf of the organizing board. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và quý đại biểu khách quý quốc tế. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý đại diện cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể của trung ương và địa phương. Kính thưa toàn thể quý liệt vị. Namo Sakya Muni Buddha. Respected the Mahasangha representatives from various countries, respected the delegates and all the representatives of the Communist Party of the front of the country and on the offices of Vietnamese government from local to the central and dear delegates. Năm nay được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng
tổ chức và chủ trì Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014 tại Trung tâm Bái Đính Ninh Bình. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại của những người Phật tử Việt Nam để tỏ lòng thành kính lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để làm lễ tưởng niệm, kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài. This year, with the approval from the Vietnamese government, our Vietnamese Buddhist Sangha is very glad to organize the United Nations Day of Vesak 2014. This is a very important occasion for all the Buddhists all over the world, and especially from Vietnam, to celebrate the thrice blessed celebration of the Sakya Muni Buddha's event, the day he was born, the day he got enlightenment, and the day he got Mahaparinibbana. Sáng hôm nay, Đại lễ Phật đản Vesak đã được long trọng khai mạc, đã có đông đảo sự hiện diện của chư tôn đức tăng ni đại biểu khách quốc tế cũng như chư tôn đức tăng ni trong hai hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự và đại diện của các ban ngành viện trung ương và các ban trị sự Phật giáo của các tỉnh thành trên cả nước, và rất đông đảo bà con Phật tử của chúng ta đã về dự lễ và buổi khai mạc sáng hôm nay đã được thành công tốt đẹp. Today, the opening ceremony of the UN Vesak Day was successfully organized with the attendance of more than 1,000 international delegates from nearly 100 countries and the representatives of the Witnessing Committee Council and the Executive Council of the Vietnamese Buddhist Sangha and the delegations from all the provinces of Vietnam and the local people who all together gather here to celebrate the UN Vesak. Và buổi tối hôm nay, chương trình văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2014 tại Việt Nam được tổ chức với tiêu đề là Tâm Sen Trong Lòng Phật, để tỏ lòng thành kính dâng lên Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhân đại lễ kỷ niệm khánh đản của Ngài. And tonight, the theme of the performance is the purity of the heart in the Buddha's mind. And this performance is dedicated to our Buddha and to everyone who are present here. Với chủ đề Tâm Sen Trong Lòng Phật, như quý vị chúng ta đã rõ, tâm sen trong lòng Phật nghĩa là tâm sen và tâm Phật là một, và cái này nó đã biểu trưng cho cái sự tu tập của người Phật tử chúng ta, làm thế nào để mỗi một con người chúng ta đã có sẵn tâm Phật ở trong mình cũng như tâm sen ở trong mình rồi, chúng ta sẽ phát huy tốt lên để rồi đến khi chúng ta cũng sẽ được giác ngộ như Đức Phật. The meaning of the theme tonight is that everyone has the purity in his own mind as well as the purity in the Buddha. If we try to practice day by day, if we continuously make effort, our mind will be purified as much as the purity of the Buddha's heart. Và để thể hiện cái tinh thần tu học như vậy, cho nên đã có rất nhiều các sáng tác văn học nghệ thuật để thể hiện cái sự tinh tiến tu tập của những người con Phật chúng ta, làm thế nào để đích thực chúng ta là những người có tâm sen trong lòng Phật. Most of the cultural items that will be performed tonight will
will express that team to all of you and also express our intention. That is, we want that everyone would practice to get the purity of mind like a lotus and like the Buddha. Và từ ý nghĩa đó, chúng tôi xin được thay mặt ban tổ chức xin được long trọng tuyên bố khai mạc đêm văn nghệ chào mừng Đại lễ Vesak Phật Đản 2014 tại Việt Nam với chương trình Tâm Sen Trong Lòng Phật được bắt đầu. Xin now, quý vị được thưởng thức. And now we solemnly open the night of performance with the team The Lotus Mind in the Buddha's Mind. Please enjoy the performance. Thank you. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn Hòa Thượng Thích Gia Quang. Thank you very much. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn hơn 26 thế kỷ, nhưng ánh sáng tuệ giác của Ngài vẫn sáng mãi trong thế gian, soi đường, dẫn lối cho vạn loại chúng sinh tìm về bến giác an vui. Để mở đầu chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật Phật giáo và dân tộc Việt Nam và các nước, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức phần 1 của chương trình mang chủ đề Ánh Đạo Vàng do các nghệ sĩ đến từ mọi miền đất nước Việt Nam và các nước trên thế giới biểu diễn. Chịu trách nhiệm chương trình Thượng tọa Thích Nhật Từ, biên tập chương trình Đại Đức Thích Phước Niệm, tổng đạo diễn chương trình nghệ sĩ ưu tú Thúy Mùi. Most venerable Sangha, dear old Dharma friends, those the Buddha entered Parinirvana more than 26 centuries, the lights of his wisdom shined forever in the world, leading the way for innumerable sentient beings to the safe and happy lives. To begin the spectacular Buddhist and ethical arts cultural exchange program tonight between Vietnam and other countries, we would like to introduce to you all can enjoy part one of our program with the theme Glorious Dharma, performed by actors and actresses coming from all parts of Vietnam as well as of other countries. Program chairman, most venerable Thich Nhật Từ, program editor, venerable Thich Phước Niệm, and editor general, great actress Thúy Mùi. Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ gồm 3 chương. Chương 1, Ánh Đạo Vàng, Glorious Dharma. Chương 2, Quy Ngưỡng Phật Đà, Worship and Taking Refuge in the Buddha. Chương 3, Việt Nam, Phật Giáo Sáng Ngời Hào Quang, Vietnamese Buddhism Shine in Wisdom Light. Và bây giờ, chương 1 xin được phép bắt đầu. And now the chapter 1 begins. Thank you.
Khoan thai từng bước đi nhẹ như cánh